Thưa quý vị, các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Zalo nói riêng hay là Internet nói chung đang mang lại cơ hội kết nối lớn cho chúng ta và chia sẻ nhiều hơn, tiếp cận nhiều hơn với mọi người ở mọi nơi trên thế giới. Nhưng điều này thì liệu là có đúng với mọi đối tượng? Ở đây chúng tôi muốn đề cập đến là các em nhỏ. Trong xã hội hiện đại thì công nghệ thông tin đang phát triển và có những bước tiến vô cùng mạnh mẽ. Không khó để chúng ta có thể bắt gặp những hình ảnh những ông bố bà mẹ để cho con mình cắm mặt vào những chiếc điện thoại thông minh, iPad, tới hàng giờ để đổi lấy những giây phút thảnh thơi hay đơn giản là để chúng chịu khó ăn cho hết bữa. Nhưng liệu rằng là có bao nhiêu phụ huynh chịu dừng lại mà suy ngẫm xem sẽ là tốt hay là xấu khi cho trẻ em tham gia vào Internet và tuổi nào sẽ là phù hợp cho trẻ bước chân vào thế giới ảo này? Phần tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi sẽ cho quý vị thấy thực trạng của các em nhỏ đang lệ thuộc vào Internet như thế nào. Việt Nam hiện là một trong các quốc gia có tỷ lệ sử dụng Internet tăng trưởng nhanh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tính đến tháng 6 năm 2017, cả nước có hơn 64 triệu người dùng Internet, chiếm 67% dân số. Trong 64 triệu người này, có 1/3 là người chưa thành niên và thanh niên trong độ tuổi từ 15 đến 24. Trẻ em có khả năng sử dụng Internet để phục vụ cho các nhu cầu của mình. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc gia tăng rủi ro cho trẻ, như bị xâm hại tình dục, bị tiếp xúc với những nội dung không phù hợp, từ đó hình thành những ứng xử không phù hợp với thực tế cuộc sống. Ngoài ra, mạng Internet cũng là một nguyên nhân làm gia tăng tỷ lệ nghiện các ứng dụng xã hội, trò chơi, làm gia tăng bệnh lý tăng động, mất tập trung, tự kỷ, chậm giao tiếp ở trẻ. Thế nhưng, theo Trung tâm Nghiên cứu, Quản lý và Phát triển Bền vững, nhiều phụ huynh vẫn chưa hướng dẫn và kiểm soát việc trẻ sử dụng các công cụ như điện thoại thông minh, máy tính bảng, sử dụng Internet hàng ngày. Một kết quả nghiên cứu của Anh chỉ ra rằng cứ 4 trẻ lại có một trẻ từng trải nghiệm đau buồn khi dùng mạng xã hội. Cứ 3 trẻ lại có một em là nạn nhân của bắt nạt trên mạng. Những thử thách đáng sợ tương tự như Momo trên YouTube Kids thời gian vừa qua cũng đã gây ám ảnh đối với trẻ em trên toàn thế giới. Theo các chuyên gia tâm lý, trẻ em dễ bị xâm hại trên môi trường mạng vì các em tiếp thu và sử dụng công nghệ thông tin nhanh nhưng hiểu biết chưa đầy đủ về những nguy cơ tiềm tàng khi sử dụng Internet. Phần lớn trẻ em tự học cách dùng Internet với 68%, chỉ có 11% trẻ được học từ nhà trường. Nhưng hầu hết, các trường học cũng mới chỉ dạy kỹ năng công nghệ thông tin, không dạy về sử dụng mạng an toàn. Vâng, và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay tiến sĩ Vũ Thư Hương, chuyên gia giáo dục. Và xin được cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời mời tham dự cuộc trò chuyện này của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi chị là 68% trẻ em học cách tự mình dùng Internet và số còn lại là 11% là trẻ em sẽ được học từ nhà trường. Và chị có cái bình luận gì về con số này ạ? Điều này chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ, đó là việc bố mẹ đã cho con sử dụng máy tính một cách quá tự nhiên. Và các thiết bị điện tử thì có rất là nhiều những cái vấn đề nên có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí là tinh thần của trẻ. Và có nhiều cháu là mắc những căn bệnh khá nặng, ví dụ như là các tật khúc xạ hay là những vấn đề về não. Thế nhưng các cha mẹ vẫn cho con sử dụng rất là nhiều. Và ngoài ra thì còn rất là nhiều những vấn đề khác. Và tôi nhìn thấy một cái hình ảnh các cháu cầm điện thoại thông minh và quẹt ở bất kể mọi nơi, mỗi khi có những gia đình nhỏ, thì cái điều này tôi thấy thực sự đáng báo động. Dạ vâng, vậy thì chị có cái suy nghĩ như thế nào về cái việc là nhà trường tham gia vào cái cách giáo dục học sinh cái kỹ năng dùng mạng làm sao cho an toàn ạ? Tôi nghĩ điều này là rất là cần thiết, đặc biệt là khi các cha mẹ chưa có nhiều kỹ năng dạy con. Một điều khá là đáng lo là hiện nay các cha mẹ Việt Nam đẻ con giống như một sự tự nhiên mà không có bước chuẩn bị, cũng như là rất thiếu kiến thức chăm sóc và dạy dỗ trẻ. Chính vì vậy cho nên nhà trường phải gánh một cái gánh nặng khá là nhiều so với bình thường. Và cũng chính vì điều này cho nên là khi mà những cái môn học nó đã chiếm quá nhiều thời lượng, lại có rất là nhiều kỹ năng các con cần phải được học nữa, thì các con dần dần trở nên quá tải. Dạ vâng, vậy thì liệu là chúng ta có nên đưa cái môn học này vào thành một cái môn học ở trong nhà trường hay không? Và nếu có thì theo tiến sĩ nó sẽ phù hợp ở cái độ tuổi từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ? Tôi nghĩ trong thời buổi hiện nay thì có lẽ chúng ta cần. Còn về sau thì chúng ta nên tư vấn cho các cha mẹ để chúng ta có thể bỏ môn học này đi. Và tôi nghĩ rằng với trẻ nhỏ thì độ tuổi bắt đầu sử dụng Internet, sử dụng máy tính là lớp 3.
còn dưới lớp 3 thì chúng ta gần như tuyệt đối không nên cho các con tiếp xúc. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị. Trong thời đại công nghệ nơi smartphone hay là máy tính bảng xuất hiện ở khắp mọi nơi thì hình ảnh những đứa trẻ tay lướt màn hình cũng không còn gì xa lạ nữa. Và đáng nói hơn là ngoài các khu đô thị, thành phố lớn thì trẻ em tại các vùng quê hiện nay cũng đang rất mải mê với những loại công nghệ này, thậm chí là ngoài tầm kiểm soát của người lớn. Từ lâu, thùng đồ chơi của con chị Hương đã được gia đình cất lên nóc tủ. Trước đây, những món đồ chơi này được coi là vật bất ly thân của các con chị. Tuy nhiên, từ khi được tiếp cận với smartphone, mọi thứ đã thay đổi. Từ khi mà con có điện thoại rồi thì con không quan tâm đến đồ chơi lắm. Lắm lúc bảo là thì thôi, con chơi điện thoại nhiều rồi thì con dành chút thời gian để chơi những cái đồ chơi. Nhưng mà con bảo là con không thích nữa. Bây giờ con mẹ cứ cho con mượn điện thoại thôi. Công việc kinh doanh, việc gia đình nhiều lúc khiến chị Hương cảm thấy mệt mỏi. Mỗi lúc như vậy, chị thường cho các con mượn điện thoại để có thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi. Cho mượn thì dễ dàng, nhưng khi chị yêu cầu các con dừng chơi để học bài hay làm một việc gì khác thì lại là một điều không đơn giản. Sáng giờ con học bài chưa? Chưa học. Thế con làm bài từ cuối tuần chưa? Chưa làm. Thì chết rồi. Thế mẹ không về vẫn cứ chơi này á? Hả? Thôi đưa mẹ. Đưa mẹ, con chơi nhiều rồi, chơi từ sáng giờ rồi. Mỗi khi mà bảo các con là thôi nghỉ đi thì cháu cứ nấn ná bảo mẹ cho con mượn thêm một chút. Thì là mỗi ngày một chút thì là các con cứ nấn ná. Giờ nó thành thói quen rồi. Tiếp tục. Đáng chú ý, vì bận rộn, nhiều bậc phụ huynh cũng không để ý tới mục đích sử dụng điện thoại của trẻ nhỏ. Thực tế hiện nay, nhiều chương trình, game trên mạng mang nội dung độc hại, gây ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe trẻ nhỏ. Trái biết là chị hỏi là con chơi cái gì, con bảo là con chơi game với chơi trò chơi. Nhưng lúc tôi thì cũng chả hiểu gì, chỉ biết là thôi cho các con nó mượn để cho mình cũng được nghỉ ngơi, có thời gian nghỉ ngơi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, các thiết bị điện tử gây ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ. Nhưng không phải phụ huynh nào cũng có thể kiểm soát được việc sử dụng thiết bị công nghệ và Internet đối với con em mình. Dạ vâng, vậy theo chị thì cha mẹ chúng ta có nên kiểm soát cái việc mà con cái vào mạng hay không? Và cái cách kiểm soát như thế nào cho phù hợp ạ? Tôi nghĩ việc kiểm soát chắc chắn phải thực hiện. Bởi vì trẻ nhỏ thì chưa biết những hậu quả có thể đến với các con, cũng chưa biết điểm dừng, chưa biết làm sao để có thể kiềm chế chính bản thân mình. Cho nên cha mẹ chắc chắn phải làm việc này. Và cái cách để chúng ta kiểm soát con trước hết là chúng ta hãy kiểm soát cái nguồn cung cấp mạng Internet cho các con. Và cái thứ hai là chúng ta sẽ kiểm soát chính cái thời gian biểu của các con. Và thời gian biểu làm việc của các con khi mà không có mạng, không cho phép con được sử dụng smartphone thì chúng ta cần phải cho con làm việc gì, chúng ta phải chuẩn bị. Chứ không phải là chúng ta để con muốn làm gì thì làm và lúc đấy con sẽ cảm thấy rất là nhớ máy, con sẽ muốn tiếp tục sử dụng máy. Thì lúc đấy chúng ta sẽ rất khó để kiểm soát con được. Thì làm như thế nào để chúng ta có thể bảo vệ trẻ em trên cái môi trường Internet? Tôi nghĩ là ngay kể cả trong những cái chương trình của mạng thì chúng ta cũng cần có những yêu cầu rất rõ ràng là độ tuổi phù hợp cho từng chương trình. Và cha mẹ nên kiểm soát, nên thực hiện, nên xem trước hoặc là chơi trước khi mà các con tham gia. Và nếu những cái chương trình nào mà chúng ta cảm thấy thực sự không ổn thì chúng ta cần phải có một chế độ khóa mã. Nếu mà chúng ta không hiểu biết về việc này thì chúng ta cần phải tham vấn các nhà kỹ sư hoặc là các bạn kỹ thuật. Còn nếu mà chúng ta cũng không làm nổi việc này nữa thì có lẽ chúng ta cần phải hạn chế và giám sát kỹ càng con trong thời gian mà con đang sử dụng mạng. Dạ vâng, chị Hương có cho rằng là hiện nay thì các cái sản phẩm công nghệ đã dần dần trở thành một cái chất gây nghiện cho trẻ em hay không ạ? Chắc chắn rồi, tôi nghĩ rằng là khi họ muốn bán được hàng thì họ sẽ phải làm cho món hàng của họ hấp dẫn nhất có thể. Và cái sự hấp dẫn đó không chỉ hấp dẫn người lớn mà còn hấp dẫn trẻ em. Bởi vì nó được kèm theo là hình ảnh rất nhiều màu sắc, rồi âm thanh. Và cái điều này sẽ khiến cho trẻ em bị cuốn hút. Và chính vì vậy cho nên nếu như chúng ta không có một cái định hướng giáo dục trẻ cẩn thận thì việc trẻ sa đà vào nghiện mạng là chuyện hoàn toàn có thể. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng thấy là có rất là nhiều những cái phần mềm có những mưu đồ xấu có thể len lỏi vào và ảnh hưởng đến cuộc sống của đám trẻ. Ví dụ như là
trò chơi cá voi xanh mà chúng ta đã biết thì thúc ép các bạn ấy phá hủy cơ thể của mình, hoặc là gần đây nhất là trò chơi Momo, là cái trò mà khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng lo lắng, bởi vì là ngay cái hình ảnh của cái con vật đó cũng đã rất là đáng sợ và khiến cho đám trẻ bị ám ảnh, và nhiều cháu là đã làm theo những cái gì mà con quái vật đó hướng dẫn. Thì đấy chính là những nguy hại rất lớn mà các cha mẹ cần phải đề phòng. Dạ vâng, vậy thì chị có những cái giải pháp nào hay là có những cái lời khuyên nào đối với lại các bậc phụ huynh cho cái vấn đề này, để chúng ta có thể tăng được những cái sự tích cực từ Internet, hoặc là chúng ta có thể hạn chế được cái việc mà lạm dụng vào mạng xã hội hay không ạ? Tôi nghĩ việc đầu tiên là chúng ta hãy kiểm soát thời gian con vào mạng. Trước hết là chúng ta tuyệt đối không nên cho trẻ nhỏ sử dụng máy. Trước tuổi lớp 3 thì các con rất là không nên. Và bắt đầu từ tuổi lớp 3 thì chúng ta nên kiểm soát cái thời gian con vào và kiểm soát cái mục đích con vào. Và khi con vào trong đấy con có những mục đích gì thì rất nên trao đổi với bố mẹ. Vậy thì bố mẹ cần phải hỏi con về những câu chuyện như vậy. Và chúng ta nên trao đổi một cách thoải mái như là bạn bè, thì các con sẽ dễ dàng chia sẻ hơn. Và đồng thời chúng ta cũng chia sẻ với con những cái tác hại của máy tính, của mạng xã hội và những cái trang web mà có thể gây ra những ảnh hưởng xấu, để các con biết để phòng tránh. Và đồng thời thì chúng ta cũng cho phép các con được đưa ra những ý kiến của mình về tất cả những vấn đề đấy, thì lúc đấy các con sẽ có cách phòng tránh tốt hơn là các con tiếp xúc một cách tự nhiên, khiến cho các con không có khả năng phòng tránh bất kể điều gì. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của chị, và một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Vũ Thu Hương đã nhận lời mời tham dự chương trình này của chúng tôi ngày hôm nay.